mùa tiếc nuối, mùa buồn, mùa tan trường đã đến. Hãy cùng nhau điểm lại những bộ phim gợi nhớ về tuổi trẻ nói chung hay tuổi học trò nói riêng đầy ắp những kỷ niệm ngọt ngào về tình yêu, tình bạn, tình thầy trò. Những tác phẩm dưới đây tuy không màu mè, hoa mỹ cũng không có những kỹ xảo hoành tráng, song lại là những tác phẩm khiến người xem day dứt khôn nguôi về tuổi trẻ tươi đẹp đã qua, không thể nào níu giữ. Mùa tan trường đã đến, đây là quãng thời gian vô cùng thích hợp để điểm lại những bộ phim gợi nhớ về tuổi học trò đầy kỷ niệm. Bộ phim hay nhất Trung Quốc về tuổi học trò. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Bộ phim đã tạo tiếng vang lớn toàn châu Á năm 2011 với doanh thu khủng. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi được xem là một trong những bộ phim tạo nên ngòi nổ của loạt phim về tuổi thanh xuân tươi đẹp của màn ảnh Hoa ngữ, được toàn giới trẻ châu Á yêu thích. Nội dung phim xoay quanh cô nàng nữ sinh thông minh xinh đẹp Thẩm Gia Nghi do Trần Nghiên Hy đóng, luôn là đối tượng theo đuổi của loạt nam sinh trong trường mà trong đó nổi bật nhất là Kha Cảnh Đằng do Kha Chấn Đông đóng. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi của đạo diễn Cửu Bá Đao là một tác phẩm xuất sắc, nội dung nhẹ nhàng nhưng tinh tế, những cảnh quay chân thật tuyệt đẹp, âm nhạc dịu nhẹ sâu lắng. Quan trọng hơn là diễn xuất ăn ý của bộ đôi Kha Chấn Đông và Trần Nghiên Hy đã thực sự khiến người xem trải lòng về chuyện tình tuyệt đẹp nhưng nhiều tiếc nuối của họ. Hai nam nữ chính cũng trở thành nam nữ thần được yêu thích nhất giới học đường. Bộ phim mang đến cho người xem thông điệp: tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Gửi gắm những thông điệp giản đơn nhưng khiến người xem giật mình ngỡ ngàng khi cho rằng con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Tình yêu đẹp nhất là trong giai đoạn yêu thầm, vì khi thật sự ở bên nhau rồi, rất nhiều cảm giác sẽ biến mất. Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi của điện ảnh Đài Loan là sự trộn lẫn giữa những vui tươi hớn hở của tuổi mới lớn với những tiếc nuối khôn nguôi về thời thanh xuân tươi đẹp lặng lẽ qua đi. Tuổi thanh xuân. Người ta thường nói, khi bạn bắt đầu hoài niệm tức là bạn đã già. Vì thế cũng thật lạ lùng khi ngày nay nhiều người tuổi còn rất trẻ đã bắt đầu ngoái lại suy nghĩ về quá khứ. Người ta suy nghĩ về cuộc sống, về sự nghiệp, về những ước mơ có phần ngốc nghếch thời thanh xuân và cả về tình yêu dại khờ một thời. Đã từng có một cô gái ương ngạnh, cứng đầu nhưng yêu hết mình. Cũng bởi tình yêu mãnh liệt hết mình ấy mà cuộc đời cô mới gặp nhiều sóng gió. Có người cùng cô hứa hẹn sẽ không bao giờ lìa xa, vậy mà vẫn lạnh lùng quay lưng cất bước ra đi. Có hai người đàn ông cô yêu đều bảo cô mà chọn nước Mỹ. Đúng là cuộc đời chẳng ai dám chắc điều gì. Người mà bảo cô ra đi khiến cô chịu bao đau khổ sau bao năm lại quay lại tìm cô và mong muốn có lại tình yêu phía cô. Gửi tuổi thanh xuân là bộ phim đầu tay được nhào nặn bởi bàn tay của én nhỏ Triệu Vy, chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Tân Di Ổ mang tên Anh có thích nước Mỹ không? Cuốn tiểu thuyết này đã làm rung động hàng triệu khán giả bởi nó gần như khắc ghi lại tuổi trẻ đầy sôi nổi nhiệt huyết nhưng cũng mắc không ít sai lầm của mỗi người. Cốt truyện phim xoay quanh câu chuyện thời đại học cùng chuyện tình cảm của cô nàng Trịnh Vy do Dương Tử San thủ vai với những ký ức thời sinh viên hồn nhiên và ngây thơ. Mà dù như thế nào đi nữa thì nó vẫn là những kỷ niệm đẹp đáng phải được nâng niu. Phim được giới chuyên môn đánh giá cao từ nội dung đến hình ảnh được trau chuốt kỹ lưỡng, không sử dụng nhiều diễn viên ăn khách và nổi tiếng. Phim của Triệu Vy mang đậm chất nghệ thuật với sự trau chuốt kỹ lưỡng từ cốt truyện đến hình ảnh. Dù là đề tài học đường nhưng phim của cô nàng én nhỏ không chỉ thu hút giới trẻ mà còn phù hợp với nhiều lứa tuổi khác nhau muốn hồi tưởng lại tuổi thanh xuân đáng nhớ của mình. Bộ phim là bức tranh chân thực nhất của tuổi trẻ, tuy đầy mơ mộng nhưng vẫn rất tàn khốc trong cái kết buồn của phim, cũng khiến nhiều khán giả suy ngẫm về tuổi thanh xuân của mình. Bộ phim không chỉ tạo tiếng vang về nghệ thuật mà còn thu về doanh thu khủng, giúp Triệu Vy trở thành đạo diễn bạc triệu của màn ảnh Hoa ngữ. Cái yêu đúng thì đó là tình yêu, yêu lầm thì đó là tuổi trẻ. Đó là một trong những câu thoại ấn tượng nhất phim của một cô gái dám yêu dám hận. Tuổi trẻ người ta phải trải qua rất nhiều lần đầu tiên thất tình, lần đầu tiên ép bản thân mình hận một người, lần đầu tiên đánh mất một người vô cùng quan trọng. Bộ phim chắc chắn sẽ day dứt với những ai từng đi qua tuổi trẻ, bởi ai mà chưa từng mắc sai lầm, ai mà chưa từng trải qua thời thanh xuân với những đớn đau. Tai Trái là một dự án phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Như Tuyết Mạn, có đề tài nói về tuổi học trò. Do đó chắc hẳn bộ phim sẽ giúp người xem gợi nhớ lại không ít nhiều kỷ niệm vui buồn, hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò. Tai Trái còn sẽ dẫn dắt người xem đi từ những cung bậc cảm xúc nhẹ nhàng cho đến những cung bậc cảm xúc vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thiếu đi sự sâu lắng và ý nghĩa. Bộ phim còn có sự góp mặt của Dương Dương, chàng trai đang khiến các fan nữ mê mệt với nụ cười ngọt ngào cùng khuôn mặt đẹp trai. Đặc biệt sau 6 năm, én nhỏ Triệu Vy đã lại cất tiếng hát để ủng hộ cho phim điện ảnh đầu tay của người bạn thân thiết, Tô Hữu Bằng.
Với ca khúc chủ đề phim Tay Trái, Triệu Vy khiến người hâm mộ nức lòng vì giọng hát ngọt lịm. Cây Dành Dành Nở Hoa. Cây Dành Dành Nở Hoa xoay quanh câu chuyện về những người trẻ luôn theo đuổi ước mơ của mình. Tình bạn, tình yêu học đường tưởng chừng không mới mẻ trong tác phẩm này, nhưng nó lại hấp dẫn người xem bởi tố chất riêng có ở mỗi nhân vật. Những năm tháng tuổi trẻ thật đẹp sẽ được khắc sâu trong bộ phim tình cảm nhẹ nhàng này. Đạo diễn Hà Cảnh có nói đến giá trị ý nghĩa của bộ phim. Bộ phim này tràn đầy cảm xúc nhiệt huyết lẫn quan điểm của người trẻ tuổi. Dù là có một chút ngây thơ nhưng ý nghĩa chủ yếu của Cây Dành Dành Nở Hoa chính là bất luận gặp phải ngăn cách gì cũng phải tin tưởng vào bản thân mình, nhất định sẽ làm được. Bạn luôn sống trong một ngày mà bạn trẻ nhất, bạn có thể làm kịp mọi điều. Bên cạnh đó, bộ phim cũng gửi tới một thông điệp. Ai cũng có quyền ước mơ, cũng nên có những ước mơ, nhưng những ước mơ ấy nên phù hợp với thực tế, đừng quá xa vời, ảo vọng. Đặc biệt, bộ phim còn có sự góp mặt của nam thần Lý Dịch Phong, chàng trai khiến các fan bấn loạn với vẻ đẹp trai đa tình cùng sự hài hước. Năm tháng vội vã. Được chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách của Cửu Dạ Hồi, phim nhận được nhiều sự chú ý của fan tiểu thuyết ngôn tình. Vẫn là đề tài học đường chưa bao giờ cũ, năm tháng vội vã thu hút sự chú ý của nhiều người đã đi qua tuổi học trò với những hoài niệm nhớ thương. Đây được xem là bộ phim điện ảnh về đề tài thanh xuân học đường ăn khách nhất cuối năm 2014. Bộ phim là câu chuyện về tình bạn, tình yêu mà ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường cũng từng trải qua trong đời. Đó là những cảm xúc yêu ghét, giận hờn của tuổi mới lớn với những suy nghĩ đơn giản nhưng vẫn mang một triết lý sâu sắc. Mỗi nhân vật đều cho khán giả thấy được hình ảnh của tuổi trẻ mà chắc hẳn ai cũng tìm thấy được một phần của chính mình trong đó. Năm nhân vật chính trong phim là đại diện cho từng tính cách khác nhau của mỗi bạn trẻ. Với một Phương Hồi đơn thuần, hiền lành nhưng cố chấp, Trần Tâm phóng khoáng, trẻ con, Kiều Nhiên trầm lắng, Lâm Gia Mạc, nữ tính và Triệu Diệp, thô lỗ. Họ đều trải qua tuổi thanh xuân từng yêu tha thiết, từng được hưởng hạnh phúc của mối tình đầu và từng được đắm chìm trong đau khổ chia ly. Tuổi thanh xuân của năm tháng vội vã là một nỗi buồn mà dù biết kết quả, bạn vẫn muốn quay lại để sống hết mình với nó một lần nữa. Đó cũng chính là thông điệp của Cửu Dạ Hồi, muốn gửi gắm những ký ức tuổi trẻ chân thực của mình qua từng tình tiết phim về tuổi trẻ mộc mạc nhất. Thơ Ngây là một trong những phim truyền hình thần tượng Đài Loan đời đầu được khán giả châu Á yêu thích nhất. Với dàn diễn viên trai xinh gái đẹp gồm Trịnh Nguyên Sướng, Lâm Y Thần, Uông Đông Thành, Hứa Vĩ Ninh, Thơ Ngây đã khuấy động màn ảnh nhỏ và mở đường cho trào lưu công chúa hoàng tử rất được khán giả yêu thích. Thơ Ngây xoay quanh chuyện tình yêu của chàng trai thông minh nhất trường Giang Trịch Thụ do Trịnh Nguyên Sướng đóng và cô gái ngốc nghếch nhất trường Tương Cầm do Lâm Y Thần thủ vai. Những tình tiết ngọt ngào trong sáng của tình yêu học đường được khai thác triệt để, gây ấn tượng chua chua ngọt ngọt trong lòng đông đảo khán giả truyền hình. Thời đại. Series phim ăn khách nhất của nhà văn Quách Kính Minh về tuổi thanh xuân. Tuổi thanh xuân không chỉ là thế giới học đường với những tà áo trắng, mà tuổi trẻ của bạn còn là những ngày mới bước vào đời phấn đấu với những ước mơ của mình, công việc mà mình yêu thích. Đó chính là tuổi thanh xuân của tiểu thời đại mà bạn sẽ nhìn thấy trong series phim điện ảnh của Quách Kính Minh. Bộ phim xoay quanh bốn cô bạn thân Lâm Tiêu, Cố Ly, Đường Uyển Như và Nam Thương. Mỗi người đều có một tính cách khác nhau nhưng đều có điểm chung là khao khát theo đuổi ước mơ của mình tại Thượng Hải xa hoa. Họ là những cô gái trẻ luôn cố gắng tiến về phía trước với đam mê trong công việc và khao khát được sống với tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên tên tuổi như Dương Mịch, Kha Chấn Đông, Trần Học Đông, Quách Thái Khiết đều sở hữu lượng fan khủng. Bốn cô gái trẻ mới bước vào đời với những dự định lớn lao và vấp phải không ít khó khăn trong cuộc sống khiến họ hiểu ra được một điều, con đường theo đuổi giấc mơ của tuổi trẻ là không hề dễ dàng. Bộ phim mang đến cho mỗi người những nét vẽ chân thật nhất của cuộc sống thời hiện đại mà mỗi bạn trẻ khi bước vào đời đều phải trải qua những tham vọng, tính toán và cả thất vọng tột cùng. Bộ phim mang nét hài hước, kịch tính và tươi mới như chính tuổi thanh xuân thuần khiết. Mùa hè năm ấy. Tuổi thanh xuân luôn gắn liền với những mối tình mãnh liệt, yêu hết mình và cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu của những người trẻ. Điều khiến nhiều người bước qua tuổi thanh xuân lưu luyến nhất chính là sự cuồng nhiệt theo đuổi tình yêu mà đi qua nó bạn khó có thể tìm lại được. Đó cũng chính là những gì bạn tìm được từ bộ phim Mùa hè năm ấy do Hoàng tử Thái Nick Cole thủ vai chính Trương Hạo. Anh chàng sinh viên người Mỹ gốc Hoa sẵn sàng vượt qua nửa vòng trái đất để trở về học tập tại một trường đại học Trung Quốc để tìm cô gái trong mộng của mình. Trong suốt khoảng thời gian theo đuổi tình yêu cuồng nhiệt ấy, Trương Hạo đã có những ký ức về thời sinh viên tươi đẹp mà khó ai có thể quên được. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên ăn khách như Nick Cole của nhóm nhạc đình đám 2PM lần đầu tiên đảm nhận vai nam chính, thành viên Chia của nhóm nhạc Mid A cùng với nam thần Tưởng Kính Phù của màn ảnh Hoa ngữ. Sự kết hợp hoa hàn này đã mang đến một bộ phim truyền hình ấn tượng
với những thước phim gợi nhớ về thời sinh viên như những kỷ niệm ở chung ký túc xá, cùng nhau tắm chung và cả những buổi đi chơi tập thể đông vui, sôi nổi chỉ có ở thời sinh viên vô ưu vô lo. Ngoài ra, phim còn để lại trong người xem về mối tình đầu ngây ngô của chàng nam chính Trương Hạo si tình và bất chấp tất cả để đi tìm tình yêu, cuồng nhiệt theo đuổi nó. Tuổi thanh xuân chính là vì những khoảnh khắc như vậy mà ai cũng tiếc nuối khi nhớ về những ký ức đã qua gắn liền với nó. Cùng lớp. Cặp đôi Lâm Canh Tân và Châu Đông Vũ đã kể nên mối tình đầu tươi đẹp sâu sắc trong phim. Đây là câu chuyện khác về tuổi học trò với những cảm xúc đầu đời ngây thơ, vụng dại nơi sân trường chất chứa nhiều ký ức tuổi thơ, cùng nỗi trăn trở đắn đo của những người trẻ tuổi trước ngưỡng cửa vào đời. Bộ phim Bạn Cùng Trường là câu chuyện của đôi nam nữ chính Lâm Nhất do Lâm Canh Tân thủ vai và Châu Kiểu Chi do Tiểu Hoa Đán 9X, Châu Đông Vũ đảm nhận, trải dài từ trung học đến khi bước vào đời. Cặp đôi này được xem là đôi thanh mai trúc mã đẹp nhất nhì màn ảnh hoa ngữ, với mối tình thời thanh xuân như mơ. Tuy nhiên, khi rời xa chiếc ghế nhà trường với những thử thách của cuộc sống tự lập, họ dần xa nhau hơn trong hối tiếc dẫn đến việc gặp lại đầy éo le trong hôn lễ của cô gái 10 năm sau. Ai cũng có mối tình đầu thật đẹp, nhưng mấy ai giữ được nó trọn vẹn đi đến cuối cùng chính là thông điệp của phim. Câu chuyện về tình bạn tình đầu trong sáng nhưng cũng không kém phần ngọt ngào đậm chất học đường trẻ trung, năng động này đã làm nhiều trái tim phải thổn thức nhớ về quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường của chính mình. Ai bước qua tuổi thanh xuân mà không từng yêu tha thiết một cô gái? Ai mà không có mối tình đầu gắn bó như xương tủy khó mà quên đi được? Đó là những cảm xúc chớm nổ vội vàng nhưng lại khắc sâu trong lòng mỗi người sẽ được khắc họa vô cùng tinh tế và sắc nét mà bạn chắc chắn sẽ nhìn thấy một phần của chính mình trong phim Vườn Sao Băng. Tuy đã có mặt ở một số quốc gia với các phiên bản khác nhau, nhưng khi nhắc đến Vườn Sao Băng, nhiều người vẫn sẽ nghĩ ngay đến bản phim truyền hình Đài Loan với sự góp mặt của Ngôn Thừa Húc, Từ Hy Viên, Châu Du Dân và Chu Hiếu Thiên. Lấy bối cảnh là một trường học dành cho con nhà quý tộc, Vườn Sao Băng dễ dàng chiếm trọn tình cảm của khán giả nữ bởi chuyện tình ngọt ngào giữa cô gái nghèo Sam Thái do Từ Hy Viên thủ vai và chàng công tử đẹp trai ngạo mạn Đạo Minh Tự do Ngôn Thừa Húc đóng. Về sau, Trung Quốc có làm lại Vườn Sao Băng với bối cảnh hiện đại và sang trọng hơn. Tuy phiên bản này không thành công như Vườn Sao Băng Đài Loan, nhưng cũng phần nào lăng xê thành công hai diễn viên trẻ là Trương Hàn và Trịnh Sảng. Và đừng quên like, comment và chia sẻ nếu thấy video của chúng tôi hay nhé. Top sao hoa ngữ, rất vui khi nhận được sự góp ý của quý vị và các bạn để chúng tôi hoàn thiện và cho ra những sản phẩm chất lượng hơn. Và đừng quên subscribe để cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn.